mọi người, hiện tại bây giờ thì anh em nó cho ăn nhiều quá. Đấy, nó đang bị kẹt máy. Là mình chỉnh ví dụ là mình đặt thế này không? Máy nó không kêu là máy nó không kêu là nó bằng. Ừ. Ví dụ máy nó kêu như này này. Đấy. Là nó không bằng. Nói công xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn năng lượng. Hiện tại bây giờ mình có mặt tại bể nước tổ của tổ 1 thôn Cán Lủng, xã Cán Trúc Phìn mọi người ạ. Thì hiện tại bây giờ thì hôm nay là sau bao nhiêu ngày bà con đi làm nương đấy để trồng ngô, thì bây giờ thì hôm nay thì bắt đầu tiếp tục công việc đấy. Bà con thì lên thì bắt đầu là nghiền bột đá này đấy. Thì hiện tại bây giờ là có hai anh em, thì bây giờ thì ở dưới kia thì đang có một số bà con lên nữa. Thì bây giờ thì anh em mình sẽ đi ra xem là anh em nó nghiền bột đá nào nhá. Thì hiện đấy, vừa máy vừa nổ. Chắc anh em lại vừa chỉnh máy, thì vì máy sau bao nhiêu ngày không hoạt động nên là nó... Bây giờ phải kiểm tra lại máy để cho nó trơn tru đi, thì anh em làm nó mới nhanh được. Thì hôm nay nhà em Đía vẫn đang tiếp tục làm cái móng nhà chưa xong mọi người ạ, chắc là trong ngày hôm nay nữa thì mới xong được. Thì nhà em Đía thì hiện tại bây giờ thì đá thì không có mọi người ạ, cho nên là phải vừa làm vừa đi lấy đá về nên là nó hơi lâu. Như các nhà khác thì nó có đá sẵn ý, thì lúc mà mình làm thì mình mua đá, mình lấy đá về làm luôn thì nó nhanh. Vào mất tay đấy. Một dây cu loa nó bị bật ra nên là lại phải tắt máy đi vì để làm hút. Rồi. Ok rồi. Đây, cái đống đá này chắc là các cháu nó nghịch xong rồi là nó. Cái này là sàng hết rồi này. Thank you.
an toàn. Ừ, do áp cho an toàn ấy. Ê, nhá lại mày. Dạ, dạ rồi. Đau hết đấy chị. Mọi người thì hiện tại bây giờ thì anh em nó cho ăn nhiều quá. Đấy, nó đang bị kẹt máy. Thì cái máy này nó ra nó bột nó nhỏ hơn ấy thì nó sẽ nghiền chậm hơn. Nên anh em cứ cho ăn nhiều thế. Bây giờ nó kẹt một đống này rồi. Tao số chả chụp rồi. Không tí gì làm gì. Tha tí rồi. Cho nước vào, cho cái nước vào. Đổ cái nước vào cho nó chảy hết cái bột đi ra. Đấy cái xô là sau kìa, cái xô sau kìa. Cái này cho ăn từ từ thôi, tại vì là cái này cái bột nó nhỏ nó ra chậm. Đấy hai hai. Đóng vào xuống lưng lên. Mọi người thì hiện tại bây giờ thì anh em đã móc hết cái đá ra rồi. Đấy, bây giờ đang vặn ốc vào thì chuẩn bị là nổ là tiếp tục là nghiền tiếp mọi người. Thì bây giờ thì anh em mình đi xuống chỗ nhà em Lý á. Đấy, thì xem công việc nhà em như nào nhé, xem cái móng hiếc em đã làm xong chưa. Đấy, nếu mà làm xong rồi thì hôm nay là triển khai là đổ lụa, triển khai là làm sắt để đổ bê tông móng luôn. Đấy, thì bây giờ thì hẹn mọi người sau ít phút nữa nhé. Mọi người thì anh em mình đã đến chỗ nhà em Lý đây rồi. Thì bây giờ anh em mình sẽ lên xem hôm qua anh em nó làm móng như nào nhá. Ở trên kia chỗ nhà em vừa thì mình cũng nghe tiếng máy thì đang nghiền một đá rồi. Đấy. Thì còn chỗ nhà em Xính thì nó bắt đầu từ lên tường từ hôm qua rồi. Đấy. Hôm qua cũng lên tường cũng được mấy hàng rồi. Đây, anh em đang chuẩn bị cắt ván ra để làm cốt pha. Chào anh em nhá. Đây còn ít móng nữa thì hôm nay mọi người sẽ xây nốt. Xong đâu là một người thì đi cắt ván. Năm tấm à? Mười mấy phân đây? Mười bảy phân thì hơi rộng. Tại vì nếu mà có tấn này ván thôi đúng không? Có 5 ván, có 5 tấn đúng không? 3 tấn kia. 8 tấm. Ví dụ ở bên ngoài này những cái tấm này vẫn ép vào vẫn đổ được này. Cái tấm mặt là một mặt đây này. Điền mà. Ừ. Có đâu? Có mà. Đấy có mấy tấm đây? Có ít lại được, nó thiếu. Được. Ép bên ngoài được mà. Vẫn ép được. Ừ, vẫn ép được mà. Đây này, những cái tấm ngắn này này. Vẫn ép được thoải mái.
lía như đâu đó đi chợ à? Cả hai vợ chồng luôn. Đi trồng ngô á? Đi đâu cơ? À. Tưởng là cả hai vợ chồng đi chợ nên thì sành điệu quá. Đây là mọi người đang kè nốt cái đoạn này nữa, xong rồi là còn một ít nữa là xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra lại cái móng này xem như nào. Cái kia là chưa lên đúng không? Cái kia đúng không? Căng kia đúng không? Lên 10 phân kia đúng không? Đúng không? Ở đấy xong rồi lát nó sửa lại cái đấy. Giờ là mình chỉnh, ví dụ là mình đặt thế này không, máy nó không kêu là máy nó không kêu là nó bằng. Ừ. Ví dụ máy nó kêu như này này. Đấy, đấy. Là nó không bằng. Đúng rồi. Đấy, máy nó không kêu này này. Ừ. Thì là nó sẽ bằng này. Giờ ấy vì mà có sao như tù mà lúc như tù. Thế thì hôm nay cái thay thế mình có cái thay thế rồi. Nếu mà chỉnh máy ấy, là chỉnh ở cái chân này này. Đúng rồi. Ba cái chân này. Bán làm gì? Để cái chân này. Không cần. Ở này nó bằng rồi. Sợ nó không bằng. Bằng rồi thì nó có kêu đâu. Ờ. Nếu nó bằng rồi thì nó không kêu. À, nếu có chữ nó có cắt tao nhé rồi, cho cháu đấy. Chữ mà, nó có chữ ra. Có chữ rồi. Anh nhớ tao ấy, hôm nay họ đến thành cái gì, nó là đưa là chân có vấn đề nào. Chữ nó không là luôn. Ờ. 18 năm 11 phân là
năm nay 11 phân rồi. Đâu 28. 28 thì là 11 phân rồi, nâng lên là 17 phân. Ờ, nhưng mà nó so bằng cái kia. Một viên gài nữa, mình bàn nè. 17 phân thì như thế thôi. Ừ, 17 phân nó tính từ đây, còn trên này thì trên này nó chỉ vào mười mấy phân thôi, trên này nó vào chỉ vào mười cái này để biết cái này là 17 phân thì cái máy này bị ra nhưng mà thế này nhá. Đấy, như thế nó bằng đấy. Câu thôi đấy. Ừ, chứ không như thế nó bằng đấy. Đấy, như vậy nó bằng đấy. Đấy, so với ở cái kia đấy. Mọi người thì hiện tại bây giờ thì mình đã xử lý xong cái ở bên chỗ nhà em Lý ấy rồi. Mình cũng xin kết thúc video tới đây. Mọi người thì hãy like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.